Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục hôm nay rằng về cho mọi người một cái dòng cần có thể nói là một siêu phẩm của hãng Asino. Dòng cần này cho chúng ta câu cảm giác sông hồ gì cũng được hết. Đó, mẫu cần này là mẫu cán bằng phủ keo. Đây, cán bằng phủ keo. Những cái dòng mà cán bằng phủ keo này mọi người đi câu sông á. Ở sông câu thì khi mà chúng ta tay dơ hoặc là chúng ta câu cám này kia, câu hồ vẫn vậy, nó không có bám vào cái cần chúng ta nha mọi người. Cần chúng ta dạng cần cán liền này, một đoạn và tới bát máy. Bát là bát hãng Asino luôn, cặn rất là trơn này. Và phía trên này một cái đoạn tay nắm. Và đặc biệt là cái dòng cần này có thể nói là rất là đẹp. Đây, họ lên màu sẵn cho chúng ta này, màu xanh miner, y như những cái mẫu cần dựng nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, toàn thân một màu xanh chuối, hay mà hay anh em hay gọi là cái màu xanh xanh miner. Thì ở đây nè, do camera quay có thể là mọi người thấy nó ngã vàng một tí xíu, nhưng mà thực chất là màu của nó là màu xanh miner nha mọi người. Ở đây đang lấy một cái màu vàng ra cho mọi người so sánh nè. Cái dòng cần Ryoko, đây Ryoko Superman 3 khúc này, đây màu vàng. Khi mà chúng ta nhìn màu vàng nó sẽ ra hẳn màu vàng. Còn cái màu cần này thì nó sẽ giống cái màu xanh ở chính giữa những cái chỉ nè, đó xanh miner nha. Đó, cây thì cây Ryoko 3 khúc này vẫn còn hàng nha mọi người. 3 khúc 3 mét này, đọt 3 ly 8. Độ cứng là XXH, cây này cho mọi người câu sông hoặc là câu hồ gì cũng được hết, câu biển luôn. Đây 3 khúc rất là tiện lợi cho mọi người đi bỏ vào những cái xe hơi á. Cho mọi người đi xe hơi bỏ vào cốp hoặc là đi xa quải vai đi, nó không nặng. Cần này nặng tầm gần 400 gram thôi, khoảng 380 gram nha. 3 mét, độ cứng nó là H nè. Đó thì mẫu này đang có một cái clip chi tiết có thể ở phía dưới cái video. Mọi người nếu mà thích cái dòng cần này thì có thể liên hệ shop. Khoen dòng này thì khoen nó là khoen xít nè, xít rin Korea của Hàn Quốc. Màu vàng nha mọi người. Nó màu vàng giống cần luôn. Và phía trong này là sứ tròn nè, sứ xít tròn. Đó, giá của cần này thì 2 triệu 350 ngàn. Rẻ, khỏe, đẹp nha mọi người. Đó, thì bây giờ trở lại cái dòng cần cảm giác của chúng ta. Cây xanh miner. Camera nhìn thì nói chung là nó hơi chuyển màu vàng. Nhìn nó không đẹp lắm như ở ngoài nha mọi người. Ở ngoài mọi người nhìn á, sẽ tìm cái góc nào nó quay cho nó camera nó thật một chút xíu. Nó hơi ngã vàng do cái nét của camera nha mọi người, nhưng màu của nó là màu xanh chuối á. Rồi ok, cái cần của chúng ta là tên là Super Max nha mọi người. Đây Super Max của hãng Asino. Thông số cần này thì cần có 3 size, là size 2m1, 2m4, 2m7 và 3m. Cây đang đang cầm là size 2m1 này. Độ cứng nó là MH. Cây này chúng ta có thể lua mồi thiệt được nha mọi người. Đây, đọt này. Mọi người có thể dùng để lua mồi nhái nhái hơi á, nhái thiệt á. Nó cũng dẻo. Và mọi người đánh sông cảm giác hoặc là vô hồ đánh chim. Đây tiếp tục trở lại cái thông số. 7 inch là 2m1. Cần 2 khúc, tải mồi mắc của nó 80 g. Đi câu xong thì mọi người chì 50 g, 80 g hoặc là 100 g thì cần này vẫn tải được. Đó rồi ok, thì bây giờ sẽ khui ra 3 size còn lại là 2m4, 2m7 và 3m cho mọi người xem luôn. Thì cây này mọi người vừa xem là cái 2m1 nha. Đó rồi ok mọi người, thì ăn lấy ra đầy đủ các size cho mọi người xem này. Thì lúc nãy mọi người xem rồi cái size thông số của cây 2m1 này. Tiếp theo là cái size 2m4. Thì tất cả các dòng này đọt 2 ly 8 cho mọi người đánh cảm giác là như nhau nha mọi người. Nó thì cái size 2m4 của chúng ta thì độ cứng vẫn là MH.
Nó thì tải mồi của nó vẫn là 80 g, cần 2 khúc full màu màu xanh miner, nó xanh chuối. Dòng này khoen thì khoen nó xanh chuối nha mọi người. Tiếp theo là size 2m7. 2m7 thì độ 2m7 thì độ cứng của nó vẫn là MH và tải mồi vẫn là 80 g. Ok, thì tiếp tục là một cái size dài nhất là size 3m của chúng ta này. Chung mà đọt 2 ly 8, cả 3 size, 4 size chứ, tải mồi là 80 g hết. Nhưng mà mọi người có thể tải lên 100 g. Tùy cái 100 đến 120, tùy mọi người đánh xa gần nha. Nó độ cứng nó vẫn là MH. Nhưng bây giờ là sẽ lắp cây cần chúng ta vô cho người xem full cây cần nha. Còn để cân nặng của cần trước cho người xem, cân nặng từng size nha. Đó, rồi thì trước tiên là cái size 2m1 này. 2m1 thì cân nặng của nó là 255 gram. Đó, và tiếp theo là size 2m4 nè. 2m4 nó là 304 gram nha mọi người. Và tiếp theo là size 2m7. Mỗi size nó trên nhau vài chục gram. 2m7 là 350 gram. Thì nó trên với size 2m4 là 50 gram. Và size lớn nhất là size 3m. 3m là 400 gram. Đó, 4 size chúng ta. 4 size nha mọi người. Chung tầm 300 mấy gram, không nặng lắm nha. Rồi câu. Câu lô thì ta dùng 2m1, 2m4, 2m7 cũng được hết. Tôi nhớ mồi thiệt mà. Đó, rồi ra cần cho người xem luôn. Đây vẫn đang cầm là size 2m1 nha. Vũ cho người xem cái đọt. Hôm nào sẽ làm một cái clip test tỉnh cho người xem cái độ cong của cần sau nha. Thì hôm nay thì làm clip giới thiệu sơ và cho người xem chi tiết cái cần thôi. Đó, đây size 2m1 nha mọi người. 2m1 này, dòng này cho người đánh cảm giác nhưng mà rất là khỏe. Những cái phôi của Asino á, phôi này nó giống như cái phôi cần T-Red của chúng ta, nhưng mà họ đã lên full màu xanh rồi nè, nhìn nó khá là đẹp hơn. Cây này nhất tỉnh lên là tầm 3-4 kg thì khỏe nha mọi người. Hôm nào sẽ làm một clip nhất tỉnh cho người xem độ cứng sao. Đó, thì dòng cần này phù hợp cho người câu câu sông hoặc là câu hồ đánh cảm giác. Đa phần thì mọi người chọn đi câu sông hơn. Thì cần giá cũng rất là rẻ nha. Lên màu luôn như vậy. Nếu mà mọi người đi dựng cần á, mà mọi người cần lên màu thế này, một cây thì khoảng từ 300 cho tới 400 tùy cái chỗ họ lên màu. Còn ở đây hãng Asino họ làm sẵn luôn rồi, họ lên màu sẵn luôn. Và một cây cần nếu mà size 2m1 này, giá nó chỉ là 490 ngàn thôi. Mình thấy cực kỳ rẻ luôn á. Nhưng mà chất lượng thì mọi người biết rồi, hãng Asino từ cần câu sông, câu hồ và cả câu giải, câu game luôn. Đều được hết, có đầy đủ hết các mẫu luôn cho mọi người. Thì giá như lúc nãy đang nói 2m1 là 490, mỗi size nó lên 20 ngàn nữa, có nghĩa là 2m4 thì 501 và 2m7 là 503 và 3m là 550, cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Mọi người hỏi mấy chỗ dựng cần thì biết, lên màu một cần là hết mấy trăm ngàn. Nhưng mà đã ở đây họ lên màu sẵn nè, rất là đẹp luôn. Và lên cả nguyên cây cần, giá nó chỉ 400 mấy tới 500 hơn thôi. Cần cán thì cán phủ keo sạch sẽ cho người luôn nè. Chung là họ mới về đưa mẫu, có cũng vài mẫu, nhưng mà đang nhìn vô cái mẫu này thì đang ưng ý ngay cái mẫu này. Đó, lấy về trước cái mẫu này để review cho anh em xem. Nếu mà thấy ưng ý
thì cứ alo shop Rạng. Thì bên shop đang gửi hàng đi toàn quốc, thì giá Rạng báo chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển toàn quốc á, là 40.000. Cần thì Rạng bỏ vào ống nước và không có tính tiền cái ống nước nha. Tất cả những cái cần Rạng đều cho vào ống nước, ống nhựa để đi cần chúng ta nó không bị trầy xước nè. Thì cần nó có bao bao vải thế này rồi, nhưng mà bên shop sẽ bọc thêm một lớp chống sốc nữa và cho vào ống nhựa, nó đi rất an toàn luôn. Tất cả những hàng bên shop đang gửi đi đều cho xem hàng, nên khi hàng đến mọi người kiểm tra hàng và trả tiền cho người giao hàng giúp shop Rạng là được, tất cả sản phẩm luôn nha mọi người. Thì bên shop đều cho xem hàng hết, nên khi nhận hàng mọi người nén lại một chút ít thời gian khui hàng ra kiểm tra xem nó có bị trầy xước, bị mớp méo gì hay không, rồi hãy trả tiền cho người giao hàng cho họ đi. Tại vì khi họ đi rồi thì mọi người kiện không có được đâu, mọi người xem trước. Và hiện tại shop vẫn còn áp dụng cái chương trình thẻ giảm giá nha mọi người. Thì một số anh em vẫn chưa biết sử dụng cái thẻ này. Thì mọi người mua hàng từ 200 ngàn trở lên, thí dụ cây cần này, mọi người mua một cây thì sẽ được một cái phiếu thế này. Cái phiếu thế này sẽ được giảm giá cho những lần mua tiếp theo. Hoặc là mọi người gom lại được nhiều phiếu. Ví dụ mọi người gom được 5-10 thẻ gì đó, nó sẽ thành 200-300 ngàn gì đó. Mọi người lấy cái phiếu này và đổi những sản phẩm khác ở shop. Thí dụ như dây câu hoặc là máy câu, máy 200-300 ngàn gì đó, hoặc dây 200-300 ngàn gì đó. Cách thức đổi thì mọi người có thể ghé shop đổi, hoặc là mọi người ghi cái ngày đổi lên đây nè. Thí dụ như hôm nay là ngày 22 gì đó đi, mọi người ghi ngày 22 tháng 6 là ghi rồi tất cả bao nhiêu phiếu, chụp hình gửi Rạng một cái thì đổi cái phiếu này ra đó. Thì mọi người ghi ngày vô 20 20, thí dụ như mọi người có 20 phiếu, mọi người ghi cái ngày lên 20 phiếu đó, rồi ok chụp hình gửi Rạng thì 20 phiếu bằng 400.000. Thì mọi người chọn một cái món hàng ở shop trị giá là 400.000 thì anh sẽ gửi cái món hàng đó đến cho mọi người đó. Thì cách sử dụng cái phiếu này thì sử dụng còn lâu, nhưng mà tới cuối năm là còn cả nửa năm nữa, nên mọi người có thể đổi liền hoặc là gom phiếu lại đổi cũng được, tùy tùy mọi người nha. Đó là phiếu hợp lệ, thì ở trên phiếu có chữ ký của shop này và phía sau có cái mộc của shop luôn đó. Rồi ok, thì cái cần này mọi người đặt hàng cứ alo trực tiếp shop Rạng qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là mọi người lấy số qua Zalo nhắn tin đó. Thì Zalo bị full, mọi người chỉ cần lấy số và nhắn tin bình thường là được nha. Mọi người lấy số và nhập vào Zalo thì nó sẽ hiện lên cái chỗ nhắn tin, mọi người bấm vào nhắn tin chứ không cần kết bạn, nhưng khi kết bạn Rạng sẽ không thấy được nha. Đó, hoặc mọi người muốn nhanh cứ alo trực tiếp hai số này và cho địa chỉ thì bên shop Rạng sẽ gửi hàng đến tận nơi, hoặc là mọi người có thể ghé shop xem và lấy hàng luôn vẫn được. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lúc sau ạ.